không lấy được của chị đâu. Dạ là em vài miếng thôi. Ba Tùng muốn ăn không? À, không ông ăn, tụi con đi ra chỗ khác chơi đi con. Em ăn rồi. Bình ơi, chị đi vệ sinh chút xíu, em ở đây chơi nha. Alo. Trời ơi, bây giờ kiếm đâu ra 100 triệu bây giờ? Không được. Không được dính tới sao mà đem, nguy hiểm lắm. Chị An ơi, chị An. Cái gì vậy? Ba Tùng có chuyện rồi. Chuyện gì? Rồi vậy đi, vậy đi, vậy đi. Ba Tùng. Hả? Có chuyện gì vậy? Đâu có chuyện gì đâu, sao tự nhiên hỏi ba như vậy? À có. Bà có công chuyện đi gấp. Con ở đây coi em nghe chưa? Còn chút xíu ba về mấy cha con mình đi coi phim nha. Ba Tùng. Ủa, ba Tùng có chuyện gì vậy? Ba Tùng bị sao đem đòi nợ rồi. Cái gì? Có chuyện nó xảy ra hả? Dạ. Dạ. Chính tay con nghe, chính mắt con thấy. Ba Tùng bị xã hội đen đòi nợ đến 100 triệu lận. Trời đất ơi, tại sao ba Tùng con không chịu tâm sự với mẹ Hường? Theo con nghĩ, ba Tùng không chịu tâm sự với dì là tại vì sợ dì bị lo lắng với lại bị liên lụy. Thương ba Tùng con quá vậy? Chia sẻ với dì vậy đó hả? Lo lắng sợ dì lo hả? Không biết tụi mình có giúp gì được cho ba Tùng không nữa. Tội ba Tùng quá à. Dì ơi, chính nơi xã hội đang là nguy hiểm lắm luôn á. Đúng rồi đó dì. Nè, tao nói cho mày biết, tao là xã hội đen chứ không phải là xã hội trắng. Tao cho mày thời gian từ sáng cho tới tối kiếm đủ cho tao 100 triệu. Còn nếu như không là mày biết như thế nào rồi đó. Tụi mày bắt xà nó cho tao. Ê dài ơi, em đâu có tiền bò đâu, bắt xà em chị. Chuyện nhỏ ha. Đối với dì Hường, 100 triệu lo cho ba Tùng của con thoát khỏi tụi xã hội đen 30 giây thôi. Thì có cái gì? Nhưng với một điều kiện. Dạ điều kiện gì? Là hai đứa con phải gọi dì Hường là mẹ Hường. Mẹ Hường. Nhanh dữ vậy trời. Trời đất ơi, ai chuyển tôi 100 triệu vậy trời? Ủa chết. Trời ơi, ai vào lộn mà lộn chuyển quá trời chuyển vậy? Trúc. Gì vậy? Gì vậy? À, tự nhiên có người chuyển 100 triệu vô tài khoản chú, chắc chuyển lộn rồi nè. 100 triệu hả? Ờ. Cỡ sao nhiều vậy? Thôi kệ đi, chắc người ta chuyển lộn mà thế nào ngân hàng cũng gọi điện lại cho chú à, rồi trả lại cho người ta. Ủa, kiếm chú hả? Dạ. Chú làm gì vậy? À, rủ chú đi ăn chè cho nước. Trời đất ơi, thôi dẹp đi, ám ảnh cuộc đời chú. Bây giờ nhìn cái chè cho nước ngán lắm rồi, phải 2 năm nữa mới ăn được. Thôi giờ đi coi phim không? Thôi cô báo phim hành động rồi chán. Thôi phim hành động đi, có phim mới hay lắm. Ờ. Dạ. À, anh ơi. Dạ, dạ cho em xin lỗi là anh có biết nhà của anh Nguyễn Thanh Tùng ở đâu không anh? Nguyễn Thanh Tùng nè. Ờ không, Nguyễn Thanh Tùng ở địa chỉ nào? Dạ, mà có chuyện gì không anh? Nè, có phải địa chỉ này không anh? Ờ, ủa mà có chuyện gì không vậy anh? Dạ, em giao đồ tới. Đồ gì? Dạ, có một người đặt nguyên một xe container đồ điện máy và nội thất giao cho anh. Đặt rồi, trời. Anh chỉ cần ký thôi. Thôi, mấy trăm triệu tiền đâu trả, trời, tự nhiên người ta ký. Anh chỉ cần ký thôi, người ta thanh toán hết rồi. À, ai thanh toán hết rồi. Dạ. Bây giờ em kêu xe container quay về đi. Không có chủ nhà ở nhà. Ủa? Tùng đi rồi. Vậy anh là ai? Tôi là Tùng. Hả? Tùng. Tùng hàng xóm của ông Tùng. Ông Tùng nghe nói ông đi trốn đâu tới mấy tháng lận á. Cái gì? Ông trốn hả anh? Ờ, không biết bị gì mà ông trốn, tội nghiệp ông lắm. Thôi chết rồi. Thôi em kêu container quay về đi. Ờ, kêu quay về đi. Alo. Quay lại đi. Ờ, đừng có vô nữa, bây giờ không có ai hết á. Ủa cái gì vậy trời, sao ai tự nhiên gửi đồ cho chú vậy ta? Mấy trăm triệu á. Nhưng mà địa chỉ nhà chú hả? Biết là địa chỉ nhà tôi rồi, nhưng mà trời ơi, ba cái đồ lỡ dính đồ cấm vô chung nó phải chết không? Vừa mới nhận xong cái bị bắt luôn, thôi mà mệt lắm. Nói chung không phải của mình. Cái gì? Anh biết anh Tùng không? Dạ Nguyễn Thanh Tùng. À, mà có chuyện gì không? Chắc lên nhà đi, bây giờ mình đập hết mình xây lại. Vợ anh á nói là bây giờ cái nhà hư hết rồi, nhà cũ quá rồi. Vợ tôi là ai trời, làm gì mà có vụ vợ rồi đập hết xây lại là làm sao? Thôi dắt em lên đi, em bên xây dựng nè.
bên xây dựng à. Đập hết nhà xây lại hả? Đập hết nhà xây lại mà anh yên tâm đi, tiền bạc đồ đủ chị lo hết rồi, bây giờ chỉ ký nhận giùm em thôi. Lộn người rồi ông ơi, lộn rồi. Chết em rồi, chết rồi. Vậy là bà này bà làm ăn kỳ với trời. Bây giờ gọi điện thoại kêu người ta đừng có qua đập nhà nha. Dạ dạ thôi em xin lỗi anh, cảm ơn anh. Trời ơi. Alo. Trời ơi, bà làm như là chết tôi rồi. Ủa cái gì vậy trời? Ủa là sao chú? Ủa sao tự nhiên nguyên một đội giải phóng mặt bằng tới giải phóng nhà chú luôn vậy? Nhưng mà đúng tên đúng địa chỉ luôn. Ừ. Ai vậy? Không được, chú phải làm cho ra lẽ mới được. Ủa, chú mà... nghi ngờ cái người này quá. Alo, chị Hương hả? Tùng hả? Tùng nhận được quà rồi phải không? Bất ngờ lắm hả? Bất ngờ chuyện gì vậy chị? Tại sao tự nhiên chuyển quà rồi qua nhà tôi rồi đập nhà tôi là sao vậy chị? Đó là Hường tạo bất ngờ cho Tùng đó. Tùng thấy có vui không? Tất cả là Hường làm cho Tùng hết đó. Là vì tương lai của hai tụi mình đó. Tương lai hai tụi mình là sao? Chị nói sao tôi không hiểu. Tôi không có nhận đồ đó đâu, tôi nói cho chị nghe. Là Hường kêu người chở đồ qua đo đạc lại nhà, để đặt ở trong nhà, xây nhà mới cho hai tụi mình ở đó. Trời ơi chị ơi, nè nè, chị khoan nói đi, tôi nói chị nghe nè. Thứ nhất là tôi không có nhận quà đó, tôi kêu người ta chạy về rồi. Thứ hai, nhà tôi là nhà chung cư, chị kêu người ta tới đập nhà xây lại, đập rồi sụp nguyên cái chung cư, phải tôi ở tù không chị? Sao chị ác vậy chị? Thôi tôi không có nhận cái gì của chị hết á. Vậy nghe. À mà khoan đã. Bây giờ chị nghe tôi hỏi nè, có phải chính chị Hường là người gửi 100 triệu vào tài khoản của tôi không? Tôi có chuyện bận rồi nha, nói chuyện sao nha. Chị Hường. Chú, vậy là bà Hường chuyển cho chú 100 triệu hả? Chú nghĩ vậy đó. Ủa tại sao bà làm vậy? Chú với bà có cái gì đúng không? Sao bà chuyển chú 100 triệu vậy? Sao chú biết, tự nhiên hỏi chú kỳ cục vậy? Chuyển chú 100 triệu còn mua đồ nội thất cho chú, đòi đập nhà xây lại cho chú nữa. Chú với bà có cái gì đúng không? Tự nhiên hỏi chú vô duyên. Chắc chắn chú với bà có cái gì bà mới làm vậy chứ. Đừng có tào lao quá đi. Đi coi phim. Không có coi vậy đó. Chú đi coi phim với vợ chú đi. Cái con nhỏ này. Vy. Vy. Hôm nay ngày gì gặp toàn là gì đâu không vậy trời. Ba ơi, ba làm gì mà sao ba lo lắng như vậy? Lo sao không lo, quà sắp tới. Ủa ba mua con quà về nhà mình hả ba? Chú nói quà đây là thảm họa đó. Thảm họa sắp chuẩn bị ập vô nhà chúng ta rồi. Ồ, chào mọi người đó. Chào cả nhà thân yêu. Qua bên kia ngồi con. Chào Tùng. Chào hai con yêu. Con chào chị Hương. Mẹ Hương. Đó, mẹ Hương. I love you. Hai đứa con qua bên kia tránh bão đi. Hả? À không, hai đứa qua bên kia ngồi. Để ba với lại dì Hương nói chuyện. Dạ. Ủa, đi đâu vậy Tùng? Qua bên kia chứ ngồi đây ngồi gần kỳ lắm. Thôi ngồi đây đi, để Hương đi. Chiều vậy thôi chứ. Phép tôi nói thẳng với Hường, sao tự nhiên đem đồ đạc tự tiện để nhà tôi? Bây giờ khi nào Hường dọn đồ đạc của Hường đi ra chỗ khác đi. Hường biết là Tùng rất là sốc, nhưng mà Tùng bình tĩnh nghe Hường nói nè. Tất cả những đồ đạc đó là khi hai ta về sống chung một nhà, tiền á Hường cũng chuyển cho Tùng hết rồi đó. Trời ơi, Hường không hiểu gì hết. Ý của tôi là thôi mà, Hường biết là Tùng cũng đang bối rối đúng không? Nhưng mà chúng ta như vậy hoài cũng đâu có được. Mình cũng phải tính đến cái chuyện đó chứ. Mình sẽ kết hôn với nhau. Hường còn nghĩ đến chuyện nha, là mình làm đám cưới ở Mỹ nè, xong rồi mình hưởng tuần trăng mật ở Brazil nè. Lúc đó, đây, áo cưới đẹp không? Có nhiều mẫu lắm, mẫu nào cũng hợp với Hường á, veston cũng đẹp nữa nè, Tùng chọn đi. Trời ơi, hạnh phúc dễ sợ luôn khi mà chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Vậy nha. Yeah, đám cưới đây. Nghe lớn chuyện người lớn hả? Ngồi xuống. Ủa sao tự nhiên chị lại tự sắp xếp cuộc đời của tôi vậy? Cái chuyện tôi cưới ai, tôi làm gì là chuyện của tôi. Cuộc đời tôi nó bề bộn lắm rồi, để tôi tự sắp xếp đi chị ơi. Thì bây giờ Hường sắp xếp lại cũng được vậy. Tôi không cần. Tùng nói gì mà nghe được.
mình đã biết nhau cũng khá lâu rồi, mình cũng hiểu tính ở nhau hết rồi. Với lại bây giờ Hường cũng đâu có còn trẻ đâu, 40 mấy tuổi rồi. Hường cũng muốn cuộc sống của chúng ta yên ổn, hôn nhân của chúng ta hạnh phúc, rồi còn có con cái với nhau nữa. Trời ơi, cái gì vậy chị Hường? Chị Hường, bây giờ chị Hường nôn cưới quá. Được rồi, để tôi giới thiệu ông chú tôi cho. Cái gì vậy Tùng? Chứ tự nhiên sao 1, 2 rồi cưới tôi vậy? Tùng làm tổn thương dữ vậy? Tổn thương gì, tôi đâu có thích, tôi đâu có thích chị đâu. Mà tự nhiên chị làm gì, tự nhiên chị tự động chị chuyển tiền cho tôi. Rồi chị đòi cưới tôi là làm sao trời? Bây giờ á, Tùng không thích thì Tùng cũng phải làm theo ý của Hường thôi. Tại sao? Nếu như mà không có 100 triệu đó của Hường á, thì làm sao mà giải thoát cho Tùng được? 100 triệu giải thoát là sao? Chị nói sao tôi không hiểu, chị nói rõ giùm tôi đi. Là bị dính tụi xã hội đen nó giết chết rồi. Mà Hường làm sao có thể để cho Tùng chết được như vậy chứ? Đúng không các con? Dạ. Dạ cái gì? Tôi dính tiền xã hội đen là sao? Hai đứa nhỏ kể đó. Đây. Lại đây. Ai? Ai là người nói tôi dính tiền cái xã hội đen hả? Kìa. Dạ, tại con nghe ba Tùng nói chuyện điện thoại thiếu tiền nên. Hay quá ha. Nghe lén rồi còn nói còn dựng chuyện nữa hả? Ba, ba đừng có đánh em con nha. Là lỗi tại con á. Con muốn thử lòng dì Hương. Cái gì? Con thử lòng dì Hương? Bây giờ dì Hương rồi lấy ba luôn kìa. Thì sao? Tụi con biết cái gì đó, tụi mà con tự động dựng chuyện lên, tự suy diễn. Rồi bây giờ con đẩy ba vô cái tình huống khó. Tôi đâu có mượn tiền sao đen đâu chị Hường. Vậy là sao? Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó tự dựng chuyện lên, nó nghe đầu này đầu kia nó dựng chuyện lên. Tôi có con nhỏ bạn nó đi phẫu thuật thẩm mỹ, nó cần gấp 100 triệu nó gọi điện nó mượn tôi. Tôi nói tôi không có tiền. Rồi nó đòi mượn tiền sao đen, tôi can nó, tôi kêu đừng có dính vô sao đen. Vậy thôi đó mà hai đứa nhỏ này tự động dựng chuyện lên. Trời đất ơi, sửa sắc đẹp mà phải đi mượn tiền sao đen vậy đó hả? Thôi được rồi, để chiều nay tôi chuyển tiền tôi trả lại cho chị. Thôi, cứ phụ lòng người ta hoài. Coi như là tiền đó chuyển cho Tùng để trợ cấp hai đứa nhỏ. Thôi mà chị ơi, trời ơi, tôi lại chị luôn á. Mai mốt chị đừng có dính dáng tới cuộc đời của tôi nữa. Tôi lo được cho hai đứa nhỏ rồi. Đừng có chuyển tiền gì hết, để tôi kêu gửi lại cho chị. Kìa Tùng, sao Tùng nở lạnh lùng với Hường hoài vậy? Nếu như mà cuộc sống này không có tình yêu của Tùng thì làm sao mà Hường sống nổi? Nếu như mà chị còn muốn gặp tôi ở công ty á thì chị nhận lại số tiền đó. Còn không tôi trốn luôn. Tôi bật vô âm tính là chị khỏi thấy tôi luôn đó. Tôi nói thiệt á. Còn hai đứa nhỏ sao? Dạ, con xin lỗi ba. Tại con đứng thiệt mà. Con muốn tìm người yêu lý tưởng cho ba. Tôi không cần. Sao mình hở nhiều tình với người ta dữ vậy nè? Mẹ Hường, đừng có khóc nữa mà mẹ Hường. Trời đất ơi, nó kêu mẹ Hường luôn. Mẹ khổ quá con ơi. Trời đất ơi, đồng tiền có sức mạnh ghê gớm. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua.